Từ cuối năm ngoái đến nay, Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm nhiều tỉnh thành. Từ đây, nhiều sai phạm nghiêm trọng được vạch trần. Và mới đây, đến lượt giám đốc, phó giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D Trà Vinh đều sổ khám để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Theo điều tra ban đầu, ông Trần Lập Nghĩa, 48 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D, có địa chỉ tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ông Nghĩa giả chữ ký của một giám đốc đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh, thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và thuê chị Thùy đứng tên là người đại diện pháp luật. Khi đi vào hoạt động, trung tâm chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 người là đăng kiểm viên, đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là ông Thống và một người khác. Do thiếu đăng kiểm viên, ông Nghĩa chỉ đạo Châu không đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện, ký vào hồ sơ kiểm định, mục đích để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó với Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp tại trung tâm 8402D, thu giữ gần 13.000 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó có gần 12.000 hồ sơ có dấu hiệu sai phạm, cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn, xác thực của nội dung các loại giấy tờ với số tiền trên 3 tỷ 500 triệu đồng. Toàn bộ được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Nghĩa.